Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Mê Xe. Hiện tại thì tôi đang đứng cạnh chiếc Hyundai Santa Fe 2021 và chính xác ở đây là phiên bản máy xăng cao cấp đang có mức giá bán ngày hôm nay được công bố là 1 tỷ 240 triệu đồng. Như vậy là Hyundai Santa Fe 2021 lần này sẽ có tổng cộng là 6 phiên bản gồm 3 phiên bản máy xăng và 3 phiên bản máy dầu với mức giá bán cho phiên bản cao cấp nhất tức là phiên bản máy dầu cao cấp là 1 tỷ 340 triệu đồng. So nhanh sang với đối thủ Kia Sorento thì Sorento hiện tại có 7 phiên bản và 9 tùy chọn với mức giá bán cho phiên bản cao cấp nhất là 1 tỷ 349 triệu đồng. Điểm qua một chút về phiên bản là như vậy. Còn để đi vào chi tiết mẫu xe này đi thì Hyundai Santa Fe 2021 đã được công bố là sử dụng nền tảng khung gầm mới của tập đoàn Hyundai, tức là tương tự như trên mẫu Kia Sorento mới được ra mắt Việt Nam vào năm 2020 rồi. Thế nhưng cái chiều dài trục cơ sở của Hyundai Santa Fe thì vẫn như cái phiên bản cũ. Các cái kích thước nó sẽ tăng lên ở chiều dài, chiều rộng, chiều cao. Khoảng sáng gầm xe cũng giữ nguyên. Những cái thông số về mặt giấy tờ là như vậy. Còn nhìn ở bên ngoài thì cái ấn tượng đầu tiên của tôi đó là chiếc xe này trông to hơn khá nhiều. Một phần là cái kích thước được tăng lên, mà một phần là cái sự thay đổi ở những cái chi tiết ở xe. Chúng ta sẽ đi vào phần đầu xe trước đi. Đầu tiên thì ở đây sẽ có một cái phần cụm lưới tản nhiệt mới. Cái cách đan thì nó cũng khá giống ở trên cái phiên bản tiền nhiệm. Thế nhưng mà nó sẽ được làm các cái mắt này to hơn này, rồi được làm theo kiểu mạ chrome sáng. Cái thay đổi quan trọng, cái này chúng ta cũng đã nói rất nhiều với nhau trên những cái video ở trên Mê Xe rồi, đó là cụm lưới tản nhiệt này sẽ được làm theo kiểu là nối liền luôn vào cái cụm đèn chiếu sáng. Đèn chiếu sáng ở trên các cái phiên bản cao cấp nhất sẽ là full LED và có cái công nghệ là đèn pha tự động thích ứng, đèn adaptive LED. Một cái điểm mà tôi đặc biệt ấn tượng trên phần đèn chiếu sáng của Santa Fe 2021 đó chính là cái cụm định vị ban ngày hình chữ T như này. Cái này thì có rất nhiều ý kiến khác nhau, nhưng rõ ràng là nó đã tạo ra một cái không khí theo tôi là rất là mới mẻ trên Santa Fe cái đời 2021 này. Ở đây chúng ta đã có cái hệ thống cảm biến trước. Chúng tôi sang bên Hyundai Đông Đô, rất cảm ơn Hyundai Đông Đô đã hỗ trợ Mê Xe để tiếp cận chiếc Santa Fe 2021 này sớm nhất. Đây có thể coi là một trong những đơn vị đầu tiên có Hyundai Santa Fe 2021 tại Hà Nội. Nếu mà anh em có quan tâm tới chiếc xe này thì có thể sang bên này tham khảo. Tiếp tục bước sang phía bên hông xe thì chúng ta có một phần mâm ở đây kích thước 19 inch. Santa Fe 2021 sẽ có hai tùy chọn mâm, một bản 18 và một bản 19 inch, đều là cái cách tạo hình mới rồi. Cái cách tạo hình này thì cũng có rất nhiều ý kiến khác nhau từ cái buổi sáng ra mắt rồi. Nhưng cá nhân tôi nhìn thấy rằng là với cách làm như này thì nhìn cái phần mâm của Santa Fe to hơn. Đó là một trong những chi tiết giúp cho chiếc Santa Fe này nhìn to hơn khá nhiều. Đó là cái cảm quan ban đầu, tôi là như vậy. Còn về cơ bản thì các cái đường nét thiết kế ở phía bên hông này không có quá nhiều cái sự thay đổi. Tuy nhiên nếu mà để kỹ hơn thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là những cái đường nổi như thế này được làm nổi dày hơn. Cơ bản là nhìn nó sẽ vuông vức hơn một chút. Đây là phần gương chiếu hậu và đây là camera của hệ thống camera 360 độ. Phần đuôi xe thì cái thay đổi mà chúng ta có thể nhìn thấy đầu tiên đó chính là cái cụm đèn LED được vắt ngang qua cái cửa cốp và nối liền cái cụm đèn hậu sang phía hai bên. Tôi cũng không chắc chắn lắm nhưng có vẻ như là cái phần đèn hậu này đã được thay đổi một chút về cái tạo hình, trong cái hiệu ứng nó sẽ hơi khác so với cái phiên bản tiền nhiệm. Cốp đằng sau chắc chắn là mở điện rồi. Một cái thay đổi ở trên Santa Fe mới này là chúng ta sẽ có một cái phần tính năng, đó là khi mà đi đến gần thì cốp sẽ tự động bật lên để chúng ta bỏ đồ vào chứ không phải đá cốp. Bước vào khoang nội thất, theo tôi đây là cái điểm thay đổi mà tôi cho rằng là đáng chú ý nhất trên Santa Fe 2021, và tôi sẽ nói vào cái điểm mà theo tôi là thay đổi quan trọng nhất và làm tôi cảm thấy có hứng thú nhất với mẫu xe này, chính là cái yên ngựa ở đây, cái cụm điều khiển trung tâm. Bây giờ thì tất cả các cái số của xe thì được chuyển sang dạng nút bấm rồi, N, R, D, P ở chính giữa này. Cái này thì không biết là nó sẽ thay đổi như thế nào với cái trải nghiệm sử dụng xe, thì thực sự là phải có thời gian, ít nhất là phải cầm lái xe này một đoạn thì mới cảm nhận được cái này. Đây là phiên bản sử dụng động cơ xăng nên là sẽ chưa có cái núm xoay để chỉnh những cái chế độ địa hình, mà chỉ mới có cái núm xoay để chỉnh các cái chế độ lái như là Comfort, Eco, Sport và Smart, 4 chế độ đấy thôi. Bên cạnh thì chúng ta có Auto Hold, có sưởi vô lăng, bên này nữa là có nút bật camera 360 độ, tắt bật cảm biến, hệ thống hỗ trợ đổ đèo. Ở phía trên này vẫn có một cái nút chống, một cái tính năng chờ bị chống ở đây. Ngay phía bên dưới cái núm xoay sẽ là những cái nút bấm để thông gió ghế và sưởi ghế cho hàng ghế trước. Dịch lên phía trên này một chút thì tiếp tục là những cái cụm nút bấm để điều chỉnh hệ thống điều hòa, nóng lạnh rồi gió, rồi lấy gió trong gió ngoài. Phía trên cùng này là cái chỗ để điều khiển cái hệ thống thông tin giải trí của xe.
Về cơ bản cái cảm nhận đầu tiên đó là xe nó khá nhiều nút bấm. Tuy nhiên thì cái cách đặt như thế này thì chúng sẽ cho chúng ta những cái khu vực rất là riêng biệt. Tức là đầu tiên sẽ là cái nút bấm để điều khiển hệ thống thông tin giải trí này, đến điều hòa này, rồi đến điều khiển cần số và các cái chế độ lái. Cái hộp để tay thì vẫn có một cái gạt tàn quen thuộc giống như trên các cái chiếc xe Santa Fe. Rồi tiếp tục chuyển tới những cái chi tiết khác mà tôi ấn tượng dần dần nhé, theo thứ tự. Về cơ bản thì cái cách tạo hình từ cái cụm điều hòa này trở lên nó vẫn giống như trên phiên bản tiền nhiệm. Nhưng một cái sự khác biệt quan trọng là ở đây chúng ta đã có một cái phần màn hình to hơn, có kích thước là 10,25 inch so với cái màn hình 8 inch của phiên bản tiền nhiệm. To hơn, đẹp hơn, trông cũng thời thượng hơn và được làm dài ngang ra. Phía trước mặt người lái là phần màn hình hiển thị thông tin của xe full LCD, có kích thước là 12,3 inch. Bước sang phía bên này thì sẽ có một cái nút bấm của chế độ hỗ trợ giữ làn này, bấm để mở cốp này, bấm để tắt cân bằng điện tử này. Rồi phanh tay điện tử thì sẽ đặt ở phía bên trái chứ không được để ở phía bên phải cạnh cái núm auto hold. Như vậy là để giải thích cho thắc mắc của một số anh em thì trên phiên bản động cơ xăng của Santa Fe cũng sử dụng dạng nút bấm luôn, chứ không như kiểu là, tại vì anh em hỏi như thế thì tôi nghĩ rằng là bởi vì anh em nghĩ sang chiếc Sorento, tức là phiên bản dầu thì mới có cần số núm xoay, còn phiên bản xăng thì vẫn là cần số dạng thẳng bình thường chứ chưa được vặn vặn. Chính xác hơn là vặn để sang số chứ không phải là cần số núm xoay. Xe phiên bản xăng cao cấp nhất này thì vẫn có cửa sổ trời này, gương chống chói này, loa Harman Kardon 10 loa. Sorento cũng có loa hàng hiệu, đó là loa Bow, có 12 loa, nhiều hơn 2 loa so với Santa Fe về cái số lượng là như vậy. Ở trong showroom thì tôi không tiện nổ máy lắm để có thể mang tới cho anh em những cái hình ảnh mà nó một chiếc xe mà nó đang chạy. Không gian của hàng ghế thứ hai thì về cơ bản là cái cảm nhận vẫn như vậy. Có chăng một chút thì cảm giác là nó sẽ rộng ngang hơn một tí. Một cái điểm mà tôi quên chưa nói đó là Santa Fe thì vẫn giống như các phiên bản trước thôi, là có một cái nút để điều chỉnh cái phần ghế điện được đặt ở phía bên hông của cái ghế phụ bên cạnh người lái như thế này. Rồi, cái quan trọng mà chúng ta nhiều người đặt câu hỏi nhất đó là hàng ghế thứ 3 của chiếc xe này sẽ như thế nào. Đây là không gian hàng ghế thứ 3 trên Santa Fe 2021, một chiếc xe đã được sử dụng nền tảng khung gầm mới, thế nhưng mà chiều dài của trục cơ sở thì vẫn giữ nguyên như phiên bản tiền nhiệm. Những cái kích thước tăng lên đó là chiều dài rộng cao của xe thôi. Thực ra là ngay bây giờ thì tôi chưa thể có một cái định hình một cách cụ thể để so sánh xem là nó có rộng hơn hay là nhỏ hơn chiếc Sorento hay không. Nhưng mà về lý thuyết thì là sẽ nhỏ hơn, nhưng mà ngồi trong này thì rất là khó để nói. Anh em có thể nhìn thấy tôi cao 1m70, tôi thấy là cái chỗ để chân này khá là thoải mái, tức là nó sẽ không bị cái sàn xe đẩy lên cao và gây khó chịu cho chân. Ở phía dưới này thì chúng ta đã có một cái hệ thống điều hòa vùng phụ, tức là xe chỉ có điều hòa hai vùng độc lập thôi, nhưng mà đây là một cái dàn lạnh phụ để chúng ta có thể bật tắt mà không bị phụ thuộc vào cái hàng ghế trên, chứ không phải là ba vùng độc lập nhá. Cái này thì tôi cũng đã có một cái gọi là tranh luận với một anh em ở trên mê xe rồi. Chúng ta sẽ có hai phiên bản đều sử dụng động cơ thế hệ mới Smart Stream của Hyundai, đó là động cơ 2.5. Những cái thông số thì anh em có thể nhìn thấy ở trên màn hình, và sử dụng hộp số tự động 6 cấp, và động cơ thứ hai là động cơ 2.2 dầu sử dụng hộp số 8 cấp ly hợp kép. Cái mức thông số thì nó sẽ nhỉnh hơn Sorento một chút, khoảng 1-2 mã lực hay là 1-2 Nm thì đấy, thì cái đó không đáng kể. Cái khác biệt quan trọng của Santa Fe và Sorento đó chính là những cái tính năng an toàn. Trên Santa Fe thì bị thiếu đi một cái theo tôi rất là quan trọng, và cá nhân tôi thì rất thích cái tính năng đó, đặc biệt là khi mà đường cao tốc, đó là Adaptive Cruise Control. Còn cụ thể một số những cái tính năng khác quan trọng thì anh em có thể nhìn thấy đang hiển thị trên màn hình ngay lúc này. Và một cái tôi vẫn chưa nói với anh em khi mà ngồi ở hàng ghế đầu của Hyundai Santa Fe 2021, đó là trên phần màn hình hiển thị trước mặt người lái thì cũng có cái tính năng là hiển thị điểm mù giống như Sorento, tức là bật xi nhan bên nào thì cái màn hình nó sẽ hiển thị phần điểm mù ở phía bên đó. Như vậy trong video ngày hôm nay chúng ta đã cùng tìm hiểu rất nhanh chiếc Hyundai Santa Fe 2021 phiên bản máy xăng cao cấp đang có mức giá bán theo công bố của hãng là 1.240.000.000 đồng. Anh em nghĩ sao về mức giá bán này? Nghĩ sao về chiếc Hyundai Santa Fe 2021 mới? Hãy chia sẻ với chúng tôi ở phần comment. Đừng quên like, share, subscribe, bấm chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo trên mê xe. Và hãy để lại cho tôi một ý kiến, đó là anh em sẽ thấy là Santa Fe 2021 có đủ sức hấp dẫn hơn Sorento 2021 không? Hãy comment cho tôi biết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.